Tiếp theo chúng ta sẽ review lại một số kiến thức về các cách thức phân loại của giao thức định tuyến. Thì để phân loại giao thức định tuyến, chúng ta có nhiều cái cách để phân chia. Trong đó cách đầu tiên đó là người ta phân thành giao thức định tuyến nội miên và giao thức định tuyến ngoại miên. Ở trên hình minh họa này, các bạn thấy chúng ta có hai cái miền tự quản autonomous system. Hai miền tự quản này, trong mỗi một miền như vậy, nó sẽ thực hiện một giao thức định tuyến gọi là giao thức định tuyến nội miên. Mỗi miền tự quản sẽ cử ra một cái router đóng vai trò là router chủ của miền tự quản này. Hai router chủ sẽ chịu trách nhiệm liên lạc giữa các cái miền tự quản này với nhau. Thì các cái giao thức định tuyến giữa hai router chủ này được gọi là giao thức định tuyến ngoại miền. Chúng ta có các cái giao thức định tuyến nội miền như là grid, IGRP, EIGRP, OSPF hay là ISS. Giao thức định tuyến ngoại miền ví dụ như là BGP. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái giao thức định tuyến nội miền lẫn giao thức định tuyến ngoại miền trong quá trình thực hành về trong quá trình các bạn nghiên cứu về cơ sở hạ tầng mạng. Một cách phân loại giao thức định tuyến thứ hai là phân loại theo cái trục toạc định tuyến. Chúng ta có giao thức định tuyến theo trục toạc định tuyến distance vector và giao thức định tuyến theo trục toạc định tuyến least space. Giao thức định tuyến distance vector này nó thực hiện như thế nào? Nó sẽ gửi tất cả các bạn update về routing table của nó cho những cái router lân cận, tức là khi mà có một sự thay đổi trong hệ thống mạng thì router sẽ cập nhật được cái sự thay đổi đó vào bảng định tuyến của chính nó, sau đó nó sẽ gửi hết tất cả những gì trong bảng định tuyến của nó cho tất cả những router khác. Như hình minh họa này, các bạn thấy khi mà router 1 có một cái sự biến đổi về cái routing table thì nó sẽ lập tức gửi cái routing table này đi cho những cái bạn khác, cho những cái router khác. Sau đó đến router 2 thì router 2 cũng gửi. Thì router 2 gửi ở đây là gửi luôn cái bảng định tuyến. Nó có cái gì nó sẽ gửi hết. Cái điểm khác biệt đó là tạo nên một cái giao thức định tuyến link state vector. Link state. Giao thức định tuyến link state thì nó sẽ không gửi cái bảng định tuyến nữa, mà khi có một sự thay đổi gì đó trong topology mạng, nó sẽ tiến hành gửi update những cái thông tin thay đổi đó. Ví dụ như có một cái đường mạng nào đó bị đứt ra, hay là có một cái đường mạng nào đó mới được gắn vào, thì cái thông tin về cái sự thay đổi của cái topology sẽ được gửi đến cho các cái router lân cận. Chúng ta có một cách thức phân loại giao thức định tuyến thứ ba, đó là giao thức định tuyến lastpool và giao thức định tuyến lastless. Thì giao thức định tuyến lastpool thì nó sẽ không thể chia subnet được. Ví dụ như trong cái mô hình mạng của lastpool này, nếu như bạn để mạng như thế này thì có lẽ nó sẽ không hoạt động ổn định do chúng ta đã chia mạng con trong hệ thống của lastpool. Thì lastpool nó chỉ nhận được cái subnet mặc định của nó là lớp A, lớp B hoặc là lớp C. Nó không thể chia subnet trong một lớp A ra được hoặc là một lớp B. Ngược lại thì giao thức định tuyến lossless thì bạn có thể chia mạng con trong một hệ thống mạng. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ chia mạng con là 172.16.1.96.7, rồi chúng ta lại có 172.16.1.32.7, tức là chúng ta đã chia mạng con ở cái mạng 172.16.1.0, là chúng ta đã chia mạng con ở mạng đó. Và chúng ta còn một vấn đề nữa sẽ được bàn luận, đó là vấn đề về conversion. Conversion có nghĩa là sự hội tụ. Sự hội tụ ở đây muốn nhắc đến là khi mà hệ thống của các bạn nó đã cập nhật được cái giao thức định tuyến rồi thì nó phải cần một khoảng thời gian nhất định nào đó để tiến hành hội tụ được vào một cái hệ thống mạng hoàn chỉnh. Sự hội tụ ở đây có nghĩa là khi mà hệ thống của các bạn nó đã nhận ra được tất cả các cái đường mạng. Ví dụ như từ router 1 bạn có thể nhận ra được đường mạng của router 3, router 2 và tất cả những đường mạng khác. Tức là khi đó mạng của các bạn đã thông thì các bạn gọi đó là sự hội tụ. Thì giao thức định tuyến grid và IGRP thì nó sẽ có sự hội tụ lâu hơn so với giao thức định tuyến IGRP và OSPF.